kênh giao thông nước Việt, kênh chuyên reaction về những tình huống giao thông được camera giao thông ghi lại. Hy vọng mọi người sau khi xem xong video sẽ có được những phút giây giải trí thư giãn, từ đó tham gia giao thông an toàn hơn. Tình huống dồn va cực căng cực đã làm tắc đường trên cao tốc luôn, em mời các bác đón xem ạ. Tài không đức chỉ chịu khổ hoài, đức không tài chỉ ra tài ương. Tài thêm có đức đồng tương khác nào rồng được mây dương lấy mình. Có tôn giáo phải dình chánh đạo, không thần quyền cũng tạo nhiêu trung. Ở ăn đạo nghĩa bất tùng khác nào cá nọ mà chúng vô lời mỗi. Đấy nha, bây giờ anh biểu cho chú xem này. Anh làm một lần duy nhất để chú xem nè. Ai hốt cái bà. Lần lúc mà anh vô rồi. Trời nào anh. Bác xe tải trượt ba tanh cực ngầu luôn. Em mời các bác đón xem nha. Xe Vin 88 E đâm dồn qua, dồn đến 5 xe, trong đó có xe của em. Đây là anh tài xế lấy xe Vin biển 88. Anh ấy đâm dồn lên mấy xe này. Dồn lên Vin xanh dồn lên con su cóc. Su cóc dồn lên xe em này. Đi chưa? Su cóc đâm rồi em. Ờ rồi, nhận bây giờ anh muốn rồi. Mai công ty không lên làm nhà rồi. Lại là va chạm nữa, các bác à. Còn luôn. H 50H 52887. Bố X Vander dừng xe giữa đường cực kỳ mất dạy, em mời các bác đón xem nha. Mà chúng mày dừng xe giữa đường này à? Vâng. Có mẹ mày. Dừng khẩn cấp kia đi thấy. Dừng khẩn cấp cái mẹ đi. Dừng xong nó bắt mình phải đi sang làm đấy này. Thank you.
bác Honda CR-V chuyển hướng cực ngu, đi cắt mặt xe bác gắn cam hành trình luôn, em mời các bác đón xem. Đồ ngu, đồ ăn hại, cút mẹ mày đi. Đi kiểu gì đấy, ông Vios kia, chuẩn bị tiền đóng phạt nguội đi nhá. Ơi, chết tiệt, cái thằng chết tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy hả? Hai thanh niên nhảy trộm xe máy cực nhanh luôn, em mời các bác đón xem. Và đây là Polopilo. Polopilo ui, tình huống múa phải nói là cực gắt. Xe tập lái đi rùa bò làn ngoài cùng 90 km/h, đi sau rất ức chế thể loại này các bác à. Đồ ngu, đồ ăn hại, cút mẹ mày đi.